Hiếu, mày đứng lại đấy cho tao. Mày bị làm sao thế này? Mày lại sang làng bên đá gà chơi tổ tôm chúng nó đánh cho phải không? Mày cái tay ra, đầu trên được. Mày có đưa tiền cho tao không? Thằng em mày nợ tiền tao ấy thì cũng như mày nợ thôi. Anh ơi, em xin anh tha cho em. Mày thích gì? Mày thích gì? Thằng Hiếu, chẳng mất dạy. Mày làm trò gì thế à? Lúc anh mày đi, mày hứa với anh mày như thế nào? Là mày tu tỉnh, tu trí làm ăn. Mà bây giờ mày lợ lần kiểu gì để người ta đến tận nhà, người ta đánh chị dâu mày đòi tiền thế này? Em này, sắp tới là giỗ họ, em chuẩn bị cho anh ít hoa quả, với đóng cho anh cái phong bì 500, anh cầm cho bác trưởng họ nhé. Nhà mình có còn đồng nào đâu, nhà tận ba miệng ăn, trông vào mỗi đồng lương đi làm công nhân của anh còn chả đủ. Em trai anh thì suốt ngày chơi bời lêu lỏng, không làm nên cơm cháo gì. Thôi mà em, nó còn trẻ người non dạ, anh sẽ dạy bảo nó. Thôi, ăn cơm đi. Hiếu, mày đứng lại đấy cho tao. Mày bị làm sao thế này? Mày lại sang làng bên đá gà chơi tổ tôm chúng nó đánh cho phải không? Anh bỏ cái tay ra, đầu trên được ý. Em sang bên đấy giải trí một tí thôi, có làm sao mà. Chú bây giờ hơn 20 tuổi đầu rồi, suốt ngày chơi bời lêu lỏng. Anh chị không thể nuôi báo cô chú mãi như thế này được đâu. Chú có biết là cái nhà này bây giờ khốn khổ như thế nào không? Sao chị nói nắm thế nhở? Cái nhà này tiền anh tôi kiếm ra, anh tôi chưa nói thì thôi, sao chị phải nắm lời thế? Mày cứ liệu hồn đấy. Thôi em kệ nó đi. Bây giờ to tiếng với nó, bà con hàng xóm nghe thấy lại không hay đâu. Nhưng mà em tức, sắp tới còn tiền điện, tiền nước, lại đến kỳ để đóng tiền lãi ngân hàng, lấy tiền đâu ra bây giờ? Hay anh tính thế này nhá, anh định sang đài. Bây giờ vợ chồng mình vay mượn ý, rồi anh sang đài, anh làm ăn, kiếm thêm chút vốn. Anh thấy thằng Giang làng bên ý, nó sang bên đấy, bây giờ về ý, có tiền, khấm khá hơn hẳn rồi đấy. Nhưng nơi ấy là đất khách quê người, em lo anh khổ. Thôi mà em, bây giờ anh phải sang đấy để kiếm tiền, lo cho em, lo cho thằng Hiếu. Trước lúc bố mẹ mất, bảo anh là phải chăm lo tốt cho nó. Vậy mà bây giờ như thế này không ổn. Thôi, em cứ cho anh đi nhé. Bên ấy được nhiều tiền như thế này thì mình đã tống cổ ông ấy đi từ lâu rồi. Mỗi lần nhận tiền là lại thấy sướng. Ôi, em có làm sao không? Dạ em không sao ạ. Ơ, anh Tuyển, em tưởng anh lên thành phố làm ăn rồi cơ mà. Anh vừa mới về, anh mở quán karaoke trên đấy. Hôm nay thì anh về chơi thôi. Hay là mình đi cà phê nhỉ? Lâu lắm rồi không gặp. Đi uống cà phê bây giờ ấy ạ. Nhưng mà em ăn mặc thế này có làm sao đâu. Thì vào nhà thay đồ. Anh xách cái này vào cho. Dạ vâng ạ. Chị đi đâu mà từ đêm qua sáng nay mới về? À, chị đi gặp bạn cũ chút đấy mà.
vui quá nên là uống có chút rượu. Chơi bạn cũ mà người lồng lặng mùi rượu này. Dạo này em thấy chị đi đây về hôm suốt. Tiền của anh trai em làm ăn lơi đất khách quê người mà chị tiêu hoang như thế này. À, thằng danh con này, mày định dạy đời tao à? Tiền chồng tao đi làm gửi cho tao, tao tiêu một chút thì có làm sao? Em không có ý định dạy đời chị, mà em thấy chị như này em chỉ nhắc nhở qua thôi. Còn chị còn như này nữa, em báo với anh trai em đấy. À, mày giỏi mày báo đi, tao thách mày đấy. Mày báo cho cả lo nha mày nha. Danh con, đúng là cái loại say. Tiền tao đâu? Mày có đưa tiền cho tao không? Thằng em mày nợ tiền tao ấy, cũng như mày nợ thôi. Anh ơi, em xin anh trả cho em. Mày thích gì? Mày thích gì mà? Thằng kia, mày làm gì vào tao ấy? Có sao không em? Mày về rồi à? Hai chị em nhà nó nợ tiền tao ấy, thì mày về rồi, mày trả tiền cho tao đi. Anh ơi, chú Hiếu vay tiền của bọn kia để ăn chơi lô đề cờ bạc. Tiền anh gửi về cho em, chú ý lấy hết để mang đi trả cho bọn nó rồi mà vẫn còn thiếu. Bây giờ hắn đến đây để đòi thêm đấy ạ. Chuyện này là như thế nào? Thì thằng em mày vay tiền tao chứ sao? Thằng Hiếu, trắng mất dạy! Mày làm trò gì thế à? Lúc anh mày đi, mày hứa với anh mày như thế nào là mày tu tỉnh, tu trí làm ăn. Mà bây giờ mày lợ lần kiểu gì để người ta đến tận nhà, người ta đánh chị dâu mày đòi tiền thế này? Là chị ta, là chị ta rồi với anh là em ăn cắp tiền của anh đúng không? Chủ nợ đến tận nhà đòi như thế này mà mày còn chối à? Được rồi, đã thế thì hôm nay tôi cho các người biết hết sự thật là như thế nào. Đây, anh nghe đi. Anh này, hôm nào mình lại lên ba chơi tiếp đi. Lâu không lên, em nhớ quá. Bây giờ đã còn nghĩa hơn anh rồi đấy. Nhưng mà em thích thì anh chiều. Đúng là từ lúc tao chồng anh đi xuất khẩu lao động có tiền, em thấy cuộc đời sướng biết bao nhiêu. Anh bảo này, cái số tiền 500 triệu mà em cho anh vay đấy, cất cho anh thêm về hôm được không? Sao anh bảo anh vay em 1 tháng, rồi anh sẽ trả em cả vốn lẫn lãi cơ mà. Ông chồng em sắp về rồi, ông ấy mà biết em cho tiền anh là chết em đấy, lại được cả cái thằng em chồng em nữa. Nó vốn đã nghi ngờ sẵn rồi. Em chồng à? Thằng em chồng của em xưa đến giờ vốn tính ăn chơi đúng không? Vậy mà anh có cách rồi đấy. Bây giờ mình đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nó, coi như là nó ăn trộm đi. Một thằng ăn chơi xưa giờ thì giờ có thu tiền thế nào, nói thì cũng đâu ai tin. Vài ngày nữa là ông chồng em về rồi đấy. Anh xem thế nào tính sớm. Sao? Anh nghe kỹ chưa? Cố im đi! Cô im đi! Tôi nói cho cô biết, tôi không ngờ cô lại là một người phụ nữ như thế. Tôi vất vả làm ăn ở bên kia để kiếm tiền gửi về cho cô, gửi về cho em trai tôi. Mà bây giờ ấy, cô làm ra cái trò này, cô còn vu oan cho em trai tôi nữa. Cô như thế mà được à? Cô một cút ra khỏi nhà tôi! Cút đi! Bỏ ra! Em sai rồi, không phải lỗi cho em. Kể từ khi chị bắt đầu ăn chơi lêu lỏng, đi đêm về hôm ấy, tôi đã phát hiện ra chị phản bội anh trai tôi rồi. Tôi không lông bông ăn chơi nữa. Tôi lên nhà nghỉ của bạn tôi làm nhân viên dọn phòng. Cũng chính vì cái nhà nghỉ đấy mà tôi phát hiện ra được chị và gã nhân tình này thường xuyên lui tới với nhau, nên tôi đã đặt điện thoại ghi âm, và đó chính là bằng chứng. Chị còn gì chối cãi nữa không? Bỏ ra, tao nói cho hai đứa chúng mày biết, hai đứa chúng mày mau thu xếp tiền giả cho tao, không tao sẽ tố cáo hai đứa chúng mày ra công an. Lúc đấy chúng mày chỉ có đi tù thôi. Cút ra khỏi đây! Cút! Đừng để cho anh trai tao nóng! Bỏ ra! Còn cô nữa! Cô mau cút theo cái thằng nhân tình của cô đi! Cút đi! Cút đi! Thôi, không sao đâu anh. Anh xin lỗi. Không sao đâu anh. Anh em mình là anh em ruột mà. Anh